Chào. Như vậy là clip hôm nay mình quay trở lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm món chay tàu hũ xào rau răm. Đây cũng là món ăn đơn giản bình thường hàng ngày của người ăn chay. Mình chế biến cũng đơn giản nhưng mà cách chế biến của mình và cái món tàu hũ xào rau răm này là tàu hũ mình sẽ bóp tơi ra. Chứ không có sắc, mình bóp cho nó vừa ra, đừng có quá nhuyễn, chỉ bóp cho vừa miếng thôi. Hành hành lá, tỏi, mình sẽ khử cho tàu hũ. Bắt chảo dầu nóng lên cho đậu hũ vào. Nhớ là các bạn cắt đậu hũ đừng có quá, bóp đậu hũ đừng có quá nhuyễn, bóp cho vừa thôi. Mình xào giống như là tàu hũ xào làm cái món giống như thịt chuột xào rau răm vậy đó, nhưng mà là tàu hũ, chỉ dùng cái từ đó thôi nha, chứ thật ra là đồ chay không à. Rồi mình sẽ để lên chảo dầu để mình xào cho tàu hũ nó săn lại, nó vàng lên. Khi mình xào tàu hũ làm rau răm ấy thì đậu hũ mình không cần xào cho nó quá vàng, mình chỉ cần miếng tàu hũ nó vừa vàng nó săn lại thôi, còn một ít hơi trắng. Như vậy thì mình xào miếng tàu hũ nó sẽ dai và nó rất là ngon, nó vừa dai vừa mềm dễ ăn hơn, rất là ngon. Giờ mình lấy một tàu hũ, mình lấy tàu hũ mình chưa vàng ra nè. Đây là bắt đầu tiếp tục mình sẽ xào rau răm. Mình sẽ cho một ít bột ngọt ở trong món tàu hũ xào rau răm. Nửa muỗng đường nhân canh, và khoảng 2 nước tương muỗng nhân canh. Tương nấu chay. Món xào rau răm này có thể mình sẽ cho hơi nhiều dầu một chút cho nó tạo cái độ béo này nó ngon. Món này mình làm riêng cho chồng nha. Mình cũng xào rau răm nhưng mà mình chỉ nêm một ít hạt nêm thôi. Đợi cho tàu hũ thật là giòn lên, tắt bếp mình sẽ để rau răm vô. Còn đây là món ăn của gia đình hàng ngày, nếu mình ăn cơm với đậu hũ thì món này là món chế biến đơn giản nhưng mà rất là ngon. Đậu hũ xào với rau răm. Rồi tiếp tục mình chuẩn bị rau răm. Đó là hành với tỏi, mình cho vô chảo mình chiên chung với đậu hũ cho nó thơm. Rau răm mình sắc vừa miếng ra, đừng quá nhuyễn. Tiếp tục là hành.
mình cho hành vô trước. Mình cho hành vô trước, cái hành nó chín xong rồi cái tiếp tục mình tắt bếp ha, cho rau răm vô. Bởi vì rau răm không cần quá chín gì đâu. Rau răm vừa chín tới rồi trên bếp nó rất là thơm. Món này là món đậu hũ xào với rau răm, đậu hũ giòn. Còn cái này là đậu hũ mặn xào rau răm. Đậu hũ mặn xào rau răm này mình ăn với cơm rất là hấp dẫn, dành cho những người ăn chay. Các bạn không ăn chay, các bạn cũng muốn nếm thử thì cũng ngon lắm. Giống như thịt chuột xào rau răm vậy, rất là hấp dẫn, rất là ngon. Rồi, vậy là đã xong món tàu hũ xào rau răm. Đây là món ăn chay thường ngày của những người ăn chay trong gia đình. Tàu hũ các bạn sẽ chế, nên chế đa dạng để mà ăn hàng ngày quanh năm suốt tháng, tạo cảm giác không bị ngán, rất là hấp dẫn. Rồi còn đây là một món xào rau răm đậu hũ giòn. Mình cũng xào rau răm nhưng mà nó là loại giòn chứ không có xào mặn. Chỉ nêm ít hạt nêm vô thôi. Rồi xong mình xào lên cho răm nó vừa chín với đậu hũ. Đây là một món ăn đơn giản cũng bình thường, dành cho những người không ăn mặn mòi. Mình nêm ít hạt nêm thôi. Là vì sức khỏe bây giờ sau này rất là nhiều bác sĩ khuyến cáo mình không nên ăn mặn nhiều. Thì món này là món không có quá mặn. Mình làm nêm nếm nó nhẹ nhàng đơn giản, dành cho những người không có ăn mặn mòi. Tàu hũ vừa giòn, hành với tỏi với rau răm rất là thơm. Đây là món ăn rất là đơn giản luôn, cũng dễ làm nhé. Rồi tiếp tục xong thêm một món nữa. Vậy là ở đây mình gồm có hai món xào rau răm khác nhau. Một món thì làm đồ mặn, mình nêm nếm nước tương nấu, đường với bột ngọt. Ở trong đây gồm có củ cải trắng, muối nữa nha các bạn, nếu ai thích. Còn không thì mình cũng xào rau răm không cũng được. Nhưng mà ở đây mình có củ cải muối sẵn rồi cho nên mình để dư chung luôn. Nó cũng ngon, hấp dẫn lắm. Còn đây là món đậu hũ chiên giòn mà mình cũng để rau răm, hành với tỏi. Nhưng mà chỉ nêm một ít hạt nêm thôi, nên nó không có quá mặn, nó vừa ăn lắm. Rất là ngon, dành cho những người không ăn mặn mòi quá. Là nó hưởng cho sức khỏe, cho những người lên máu rồi, hoặc là tăng huyết áp. Rồi như vậy là món chay hôm nay của mình đã hoàn tất. Rất là đơn giản cho bữa ăn hàng ngày của mình. Và món này là mình chỉ thêm một chút ít ớt sa tế, làm cho tăng hấp dẫn cái độ ngon lên, mình ăn nó không bị ngán. Ớt sa tế mình khử sẵn. Rồi vậy là xong.